có nhiều cái hoạt động mà phải về Việt Nam mới có được, thì bây giờ chúng tôi có thể là trải nghiệm được ngay tại nước bạn này. Tôi như đang được ở Việt Nam với nhiều món ngon tuyệt. Gạo nếp, đậu xanh và đặc biệt cả lá dong tươi được ban tổ chức kỳ công mang từ Việt Nam sang để bà con và thế hệ thứ hai trong các gia đình đa văn hóa hào hứng trải nghiệm gói bánh chưng Tết. Hôm nay con gói bánh chưng, con thấy nó rất vui vị. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi con mình được có những cơ hội như thế này để được trải nghiệm những văn hóa truyền thống của Tết Nguyên Đán mà ông cha ta để lại. Với nhiều người Nhật Bản, trải nghiệm gói bánh chưng là một thử thách đáng nhớ. Tôi từng dạ bánh mochi thì rất là mỏi tay, nhưng làm bánh chưng thì khó hơn rất nhiều, phải gói thật khéo để gạo không rơi ra, buộc phải chắc để nó thật vuông vức. Thật may khi được những người bạn Việt Nam hướng dẫn, tôi đã có chiếc bánh chưng của riêng mình. Phải công nhận, các bạn thật khéo léo. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên khi mà tôi đến Nhật Bản, đến thành phố Fukuoka này, cộng đồng người Việt Nam còn rất là ít. Thì chúng tôi chỉ có được một cái lễ hội gọi là Tết cộng đồng rất là nhỏ trong một khán phòng rất là xinh. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi được ra ngoài và ngày hôm nay là công viên lớn nhất tại Fukuoka. Đêm nay thì mấy giờ mới xong được? Những cái vít này vít gì đấy? Cái vít đấy là ôm hai cái vào nhau. Cái này vừa nhanh, cái còn đánh dấu. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không thể tin tưởng được rằng với 40 con người của Hội Người Việt Nam tại Fukuoka thức từ sáng đến đêm họp rất nhiều các chương trình để tái hiện được văn hóa Việt Nam, và chúng tôi đã phải vận chuyển hơn 2 tấn hàng hóa để bà con chúng ta được tự hào, được đón cái Tết thật nồng ấm, đậm chất Việt Nam tại Nhật Bản. Chúng tôi không chỉ tổ chức cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại khu vực Kyushu, mà chúng tôi mong muốn quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, giá trị và văn hóa của Việt Nam đến tất cả bạn bè Nhật Bản cũng như là cộng đồng quốc tế đang sống tại khu vực Kyushu, Nhật Bản. Tôi đến từ tỉnh Fukushima cách đây hơn 1.000 cây số. 5 giờ sáng tôi đã dậy và đi máy bay tới đây. Tôi rất vui được tặng chiếc áo này, lần đầu tiên được mặc áo dài Việt Nam và tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam trên đất nước Nhật thế này. Xin kính chào quý vị khán giả. Những hình ảnh rộn ràng đầy ý nghĩa của Tết trong cộng đồng người Việt ở tại Fukuoka, Nhật Bản đã mở đầu cho chương trình Tết xa nhưng thật gần, một chương trình đặc biệt về câu chuyện đón Tết của người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Còn ở tại Việt Nam, như quý vị cũng đã thấy, những sắc đào tươi thắm, sắc xanh của bánh chưng đã ngập tràn khắp phố phường. Những hình ảnh, những hương vị Tết này cũng chính là món quà mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả, những người đang phải đón Tết ở xa tổ quốc. Vào thời điểm này thì được trở về quê hương có lẽ là niềm mong ước khát khao của biết bao nhiêu những người Việt đang xa quê hương. Tuy nhiên, Tết xa nhưng cũng thật gần. Với những người con đất Việt thì dù ở đâu đi chăng nữa, ngày Tết vẫn luôn hướng về nguồn cội, vẫn có những cách để họ cảm nhận. Tết vẫn ở thật gần trong trái tim, hướng về gia đình, về tổ quốc thân thương. Và trong 30 phút của chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị đầy đủ những cung bậc cảm xúc về Tết của người Việt ở xa tổ quốc. Thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Một tháng sau trận động đất mạnh gây thiệt hại nặng nề, trong khu lánh nạn cộng đồng, chị Ngọc Mỹ, người nước ngoài duy nhất tại đây, đang tham gia các hoạt động sinh hoạt chung. Trận động đất vừa qua đã làm cho mình và một số anh chị em người Việt thất nghiệp tạm thời. Cái Tết này sẽ buồn hơn rất nhiều và cảm giác Tết xa, xa thật là xa. Giữa tuyết rơi, hoa đào vẫn nở và niềm vui giản đơn đã tới. Ở đây thì một mình người Việt thôi hơi buồn. Dạ. Như thế nào? Các anh là chiếu là đây cũng có tinh thần chính, quả có nãy sự quán, thích vui vẻ. Đúng thấm đượm tình quê luôn. Maroc, đất nước ở Bắc Phi, cách Việt Nam hơn 11.000 km. Một tờ báo Tết xuất bản từ năm 2016. Một cuốn album những bức ảnh chụp tại Việt Nam. Những đồ vật tưởng chừng rất bình thường này, nhưng lại làm nên chiều cuối năm của bà cháu bà Hồng Mây, một người Việt đã định cư ở Maroc hơn 50 năm. Tết ở Việt Nam là nó như thế này này. Nó đẹp lắm đấy. Bây giờ là có cả hoa đào, hoa mai, người ta đi ra ngoài phố rồi vui chơi đây này, đẹp không? Đấy. Cho các cháu xem này cái ngày mà bà
bà về Việt Nam đây này đấy. Ở đây người Việt ít lắm, cũng chẳng ai nói đến Tết. Maroc nơi đây là đất nước Hồi giáo nên không có thờ cúng mà cũng không ăn thịt lợn. Bởi vậy Tết Việt thiếu vắng rất nhiều hương vị. Cứ sau năm mới dương lịch, tôi lại nhầm trong đầu là sắp đến Tết Nguyên Đán. Thế là lại lấy album ra coi những cái hình ảnh ở Việt Nam, kể cho các cháu nghe về Việt Nam để nguôi ngoai nỗi nhớ và để các cháu không quên nguồn cội của bà. Ôi nhớ chiều 30 Tết trên giữa đảo hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón tất niên, là phố thiêng liêng lắng nghe thơ người Hà Nội. Cháu xin thay mặt gia đình có lần nén hương thơ để tưởng nhớ đến bác, người đã suốt đời hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Ông bà mình có câu là uống nước thì phải nhớ nguồn. Không riêng tôi mà Việt Kiều Thái Lan ai cũng nhớ công ơn Bác Hồ. Bác Hồ như là một vị tổ tiên của mình. Cho nên là nhà ai cũng có bàn thờ Bác Hồ để trong những ngày lễ, ngày Tết thắp hương để tưởng nhớ tới Bác. Hội Người Thái gốc Việt tại tỉnh Sakonakon. Một buổi sinh hoạt cuối năm. Ngày xưa này, cứ chờ đến Tết là được mặc áo mới và mừng khai mình chờ là kẹo Bác Hồ. Mình đi học thì chú giáo cũng dạy, mà cha mẹ mình ở nhà cũng dạy là tại sao gọi là kẹo Bác Hồ. Là vì nhờ có Bác Hồ thì chúng ta mới được có kẹo, bánh, có cơm no áo ấm mà ăn. Dân Nam ơi nhớ ơn Cụ Hồ đời đời, trong bao năm sống trong dân nghi điều linh. Sân bay chiều cuối năm luôn là một địa điểm đặc biệt. Nơi đây không chỉ chứng kiến những chuyến trở về với niềm hạnh phúc được ăn Tết trên quê hương, mà còn là cả những chuyến bay đi mang theo hy vọng được đoàn tụ với người thân nơi phương xa. Và hôm nay, Tết xa nhưng thật gần sẽ đưa bà Bùi Thị Hiền ở Hải Phòng lên một trong những chuyến bay đó đến với đất nước Hàn Quốc. Ở nơi đây chúng tôi sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho bà Hiền. Tôi sang Hàn Quốc năm 2001. Bé đến nhà tôi hàng năm vào lớp 1, còn con thứ hai của tôi tay chân không cầm nắm được như các bạn khác nên tôi về nhà chăm sóc con. Chồng tôi đi làm công nhân nên tiền cũng không được bao nhiêu, chỉ đủ trang trải trong cuộc sống. Đến bây giờ cũng xích xót cũng gần được 10 năm rồi, chưa được về thăm mẹ, thăm các em. Lắm lúc anh không nói với tôi rằng là xin lỗi tôi. Nhưng mà chồng tôi thật thà mà lại quan tâm đến vợ, đến con nhiều. Thế là tôi cũng thấy là hạnh phúc rồi. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm cứ chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp phơi mẹ. Tết này con... Mọi người có đang cảm thấy nhớ nhà không ạ? Ở đây có ai là ba năm? Hay là ở đây có chị nào đã 8 năm hoặc 9 năm chưa về nhà không ạ? À? Em ơi, chị lên đây được không ạ? À? Dạ, chị có thể giới thiệu tên của mình được không? Dạ, em tên là Lê Thị Hương ạ. Mình mấy năm rồi chưa về ạ? À? Dạ, em... 9 năm, từ lúc bố em mất thì em mới được về một lần ạ. Mà chồng làm thì cũng không có dư giả đi ạ. Em lại ở nhà trông con đi ạ. Nên chưa không dịp về ạ. Vậy thì hôm nay sẽ có một món quà đặc biệt của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc gửi đến chị. Chị cầm đi. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng.
Đầu năm 2014 thì bố mất, thế là đợt ấy về được một lần, đi từ đấy là đến bây giờ là từ vậy. Tết này về không con, Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Các em cũng nhớ. Đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Mẹ nào trái thương con là cơ chứ. Nhưng mà thôi thì hoàn cảnh cháu như thế thì tôi cũng nén thôi. Nhưng giờ chẳng nhẽ được thế thì đừng có nghĩ ngợi. Chỉ điều kiện nó không cho phép mà. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. 9 năm rồi con không về thăm được mẹ với gia đình. Cháu con rất là xúc động. Thực chị quay con kia đi. Mẹ đây mà. Mẹ đây mà. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe. Em muốn nói một chương trình để tất cả con chương trình về cả cuốn này ạ. Và chúng ta xin mời gia đình của chị Hương sẽ lên đây và cùng chia sẻ sự đồng viên này. Chiều 30 Tết, khi nhiều người đã kết thúc công việc của mình để trở về nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, thì cũng có những người vì công việc, vì nhiệm vụ mà chưa có được niềm vui trở về nhà đón Tết. Với họ, được về bên gia đình trong chiều ngày 30, được nhìn thấy một chút màu đỏ của Tết, được tận hưởng một chút hương vị của Tết cũng là niềm mong ước xa xôi. Và câu chuyện tiếp theo trong chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ với những người Việt đang lao động và làm việc ở xa tổ quốc. Họ là những người đã góp phần khẳng định vị thế đất nước, uy tín thương hiệu Việt để lá cờ tổ quốc tung bay trên trường quốc tế. Dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Okay. Can you sing together? If you're happy and you know, then you really want to show it. If you're happy and you know, grab your hand. If you're happy and you know, say ha ha. Đây là buổi chiếu phim miễn phí và dạy hát dành cho các em nhỏ lứa tuổi mầm non của đội công binh Việt Nam tại ABA. Những ngày giáp Tết, tranh thủ thời gian, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam lại mong muốn chia sẻ bớt một phần khó khăn với các em nhỏ nơi đây. Các em đều có hoàn cảnh rất khó khăn, có nhiều em mất cả bố, cả mẹ vì chiến tranh, xung đột và đói nghèo. Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, cán bộ chiến sĩ của đội công binh Việt Nam vẫn tiếp tục những công việc chuyên môn. Cứu hộ đường bộ, một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng trên hệ thống giao thông có tới 99,9% là đường đất đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Khi màn đêm dần buông xuống, cũng là lúc các chiến sĩ bắt đầu đón Tết. Bữa ngày hôm nay, 5 quân đội chúng ta thi gói bánh chưng. Chúng ta chỉ cần kiểm tra xem là toàn bộ tất cả các gì. Nguyên liệu, đã có hết chưa? Đi, bắt đầu! Anh này, anh này, anh có buôn mưa đâu. Có tối này, có đây. Anh, chuyên nghiệp quá. Năm nay là năm đầu tiên Liên Hợp Quốc công nhận ngày nghỉ Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ chính thức. Vì vậy, anh chị em đội công binh chúng tôi rất vui mừng được đón một cái Tết trọn vẹn, chứ không phải tranh thủ như những năm trước nữa. Tuy đón Tết xa quê hương, nhưng tôi và đồng đội cảm thấy thật ấm áp và tự hào vì sứ mệnh của mình. Chúng tôi, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam, xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
góp phần làm sáng rõ hơn hình ảnh đất nước con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế. FPT đã giúp chúng tôi ứng dụng rất nhiều phần mềm. Thực sự các kỹ sư Việt đã cứu cánh cho chúng tôi trong việc chuyển đổi số. Nổi bật là hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa đến tận tay khách hàng. Chỉ trong 6 tháng đã huy động được hơn 500 kỹ sư để hoàn thành. 30 Tết, các nhóm kỹ sư công nghệ Việt này vẫn kín lịch họp với các đối tác. Nhu cầu chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Nhật đang làm gia tăng đơn đặt hàng đến công ty công nghệ Việt tại đây. Phần lớn vận hành hệ thống cảm biến môi trường của chúng tôi đều do FPT thực hiện. Dịch vụ và chất lượng các phần mềm được viết bởi các công ty Việt ngày càng thể hiện tính ưu việt. Chúng tôi rất muốn họ đồng hành ở nhiều dự án khác nữa. Vào thị trường Nhật Bản từ năm 2005 với 13 nhân sự, đến nay FPT đã có mặt ở 14 thành phố với gần 3.000 nhân sự Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2022, công ty đã cán mốc doanh thu 383 triệu đô la Mỹ, tương đương với top 26 công ty IT lớn nhất Nhật Bản. Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc, không chỉ đi một mình, chúng tôi hướng tới mục tiêu khẳng định cái trí tuệ của người Việt Nam tại Nhật Bản và tại thị trường quốc tế. Tôi đã bỏ lỡ khoảng 4 lần ăn Tết ở Việt Nam, rất là muốn được trở về đoàn viên cùng với cả gia đình của mình. Tuy nhiên rằng là nó có ảnh hưởng đến rất là nhiều người, ảnh hưởng đến cả một cái hệ thống khách hàng, bắt buộc mình phải nén lại cái mong muốn được đoàn viên. Nhờ sự ấm áp của cộng đồng người Việt của mình đã giúp mình được qua được. Mình không cảm thấy Tết ở xa nữa mà luôn ở trong tim mình. Từ nhỏ là Hiếu theo dõi Eurovision rồi và ước mơ của Hiếu là được đứng trên cái sân khấu của Eurovision. Hiếu đã đăng ký Eurovision 5 lần rồi mà 5 lần bị thất bại, thì lần thứ 6 Hiếu lại thử lại và với cái bài hát That's Different, với những cái yếu tố Việt Nam của chúng mình, thì tự hào nhất là Hiếu là nghệ sĩ châu Á đầu tiên trong lịch sử mà được vào đêm chung kết đó. Quê hương Việt Nam, đưa con đi thật xa. Thì cái câu đó là như là một cái lời cảm ơn của Hiếu tới Việt Nam, tại vì là Hiếu được nhận sự giáo dục ở bên Đức và có trái tim kiên cường của Việt Nam. Từ lâu anh luôn mơ một giấc mơ, về hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Wow, mọi người tuyệt vời, kinh khủng khiếp ạ. Tuy là chúng mình đi xa bao nhiêu, chúng mình làm những cái điều gì, chúng mình luôn nhớ là chúng mình là người Việt Nam, đúng không? Cái dự án này tên là Mang Việt Nam Ra Thế Giới. Nghĩa là trong cái series đó là Hiếu có một cái nhiệm vụ mang văn hóa và vẻ đẹp, âm nhạc Việt Nam ra thế giới và giới thiệu cho các bạn quốc tế. Thì Hiếu luôn theo cái câu là nếu mình muốn biết mình cần đi đâu thì mình cần biết mình đến từ đâu. Hiếu tìm hiểu nhiều hơn về quê hương của mình, vẻ đẹp của quê hương mình và những cái truyền thống của Việt Nam. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy. Cho năm mới là Hiếu muốn về với nhà nhiều hơn. Yeah. Hello. Tôi lại về nhà ăn Tết vui quá. Hello, chào bà. Dạ, bà khỏe không? Khỏe. Bà chúc tất cả năm mới vui vẻ, khỏe mạnh.
ơi. Một, hai, ba. Thôi nhưng mà cũng tốt rồi. Đây. Hàn hô đã hoàn thành. Dạ, cảm ơn mẹ. Đây là đã ba thế hệ kiểu nó là một cái điều gì quá đặc biệt và mình có được ngồi với nhau và ăn uống với nhau vào năm mới, thế là cái đấy là cái món quà hạnh phúc nhất rồi. Quê hương Việt Nam đưa con đi thật xa. Nếu mình muốn biết mình đi đâu thì mình cần biết mình đến từ đâu. Vâng, những lời nói của ca sĩ người Đức gốc Việt Trọng Hiếu thật cảm xúc phải không thưa quý vị? Với anh thì mỗi bước đường thành công luôn có sự trở về với cội nguồn, với quê hương Việt Nam. Và câu chuyện cuối cùng trong chương trình Tết xa nhưng thật gần mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là câu chuyện trở về của một cựu chiến binh kiều bào ngày Tết. Với ông thì chuyến trở về quê hương lần này không chỉ là trở về với cội nguồn, là sum vầy đoàn viên với những người thân, mà đó còn là sự tri ân với những đồng đội, những người đã làm nên mùa xuân thanh bình trên quê hương Việt Nam. Anh Thanh ơi, Vinh đây. Thanh. Vinh ơi, A4 đây. C11, D3. Anh Thanh này, thấy em mang cái cành đào này từ ngoài miền Bắc vào để tặng cho anh. Cảm Tết ơn. Mùa xuân. Như thế là 51 năm, 51, 52 năm mới lại gặp. 51 năm. Anh có nhớ cái Tết Quý Sửu năm 73 là nó cực kỳ gay go, bởi vì chỉ mới có cách đấy 2 ngày là cũng đang còn chiến đấu rất là ác liệt, đạn bom vẫn nổ ngùng, cho nên 2 ngày sau Tết thì nói thật là cũng không có chuẩn bị gì được. Nhưng mà có một cái là đúng giao thừa thì hai bên đều là bắn tất cả các loại đạn lên trời. Tết thì thực ra là cũng không có gì cả đâu, thì mỗi người tiêu chuẩn được 2 miếng thịt bò. Thịt bò là thịt bò nướng rồi, chứ không phải là thịt bò tươi như ngoài mình ấy đâu. Một bao Điện Biên bao bạc nhưng mà nó cũng hơi bị mốc rồi. Hai cái kẹo Hải Hà, làm gì có cành đào, làm gì có cành mai, thì cũng ra kiếm cái cành phi lao về cắm thế thôi, tượng trưng vậy thôi, chứ còn không có gì cả. Nhưng mà cái chính ấy là cái tinh thần là mình phấn khởi vì là biết là hòa bình đến nơi rồi, đến nơi mà được sống sót và mình sống rồi, rồi thì mơ ước được về lại Hà Nội, rồi thì về lại gặp người thân, cái đấy là làm cho mình lạc quan yêu đời cái Tết đấy. Hôm nay là ông cháu mình vào là sắp lễ và thắp hương cho liệt sĩ Vũ Trí Thành. Ông Thành với ông là bạn chí cốt từ cái ngày các ông còn là học sinh phổ thông, cùng học một lớp với nhau, cùng nhập ngũ một ngày, cùng vào chiến trường chiến đấu, cùng về một đơn vị trận ngày 17 tháng 1. Ông rất dũng cảm, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông là chiến sĩ thông tin cho nên là ông đã gọi pháo binh bắn thẳng vào trận địa khi mà quân địch tràn lên, và ông đã hy sinh anh dũng. Thành ơi, hôm nay năm hết Tết đến, chúng mình vào thăm bạn. Còn nhớ dịp Tết cuối cùng trước khi nhập ngũ, mình với bạn đi thăm chợ hoa Hàng Lược, bạn rất thích đào bích. Hôm nay mình mang cả cành đào bích vào cho bạn. Yên nghỉ nhé, bạn thân yêu, chúng mình không bao giờ quên bạn cả. Bài ca không bao giờ. Gần 40 năm sống ở nước ngoài và hơn 50 năm sau cuộc chiến ở Quảng Trị, trong tâm trí cựu chiến binh may mắn còn sống như chúng tôi thì Tết được trở về quê hương lúc nào cũng thiêng liêng và nhiều ý nghĩa. Bởi đây không chỉ là dịp để quây quần bên những người đang sống, mà còn là dịp để chúng tôi được đoàn viên với những đồng đội đã vào sinh ra tử cùng nhau, những người đã nằm xuống cho hôm nay. Với chúng tôi, họ mãi là gia đình, và Tết vì thế không thể thiếu những chuyến đi để trở về như thế này. Vâng, sự trở về ngày Tết đầy ý nghĩa của những người con Việt ở xa quê hương, dù đó là được trở về, được đặt chân trên đất mẹ, hay chỉ trở về trong tâm tưởng, trong nỗi nhớ nhà, thì ngày Tết vẫn thực sự thiêng liêng và đầm ấm trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Tết là sum vầy, là tri ân, là trở về nguồn cội, là sợi dây gắn bó của mỗi người với gia đình, cộng đồng, kết nối với truyền thống văn hóa dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi những nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền, dân tộc được bảo tồn và lan tỏa trong tâm hồn của mỗi người Việt, thì đó sẽ trở thành nguồn lực nội sinh to lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển và đi lên bền vững của dân tộc Việt Nam.
và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Con sẽ về từ bao cái xa, đón con về vòng tay thía tha. Mùa xuân năm nay bên bếp than hồng ấm nồng. Có gia đình là Tết đây thôi, xa xôi nào thể ngăn bước tôi. Niềm vui lâng lâng nghe Tết đã về đây. Con sẽ gửi đến quê hương tôi, Hà Nội của tôi, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và an khang thịnh vượng trong cuộc sống. Mong rằng cộng đồng người Việt trên toàn thế giới luôn đoàn kết và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. Mong đất nước mình phát triển về kinh tế, về chính trị thì vững mạnh đất nước, đi lên từ thắng lợi này thắng lợi khác như lời Bác Hồ đã dặn lại. Châu Phi xa xôi gửi lời chúc sức khỏe tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, một năm mới tràn đầy hy vọng, thành công. Chúc mừng năm mới. Tết là ra đi. Con sẽ về ngồi bên bếp trong bánh trưng và nghe chuyện người bé thơ, nhớ những niềm vui mới ngày nào, để xin phú bố và ao mẹ mày. Con sẽ về để nghe ấm đêm vũ sung về gia đình ta có nhau. Một xuân nay con đã trở về sau bao ngày.